Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sau đại hồng thủy số 2 tấn công đập Tam Hiệp chưa qua thì bất ngờ, ngày hôm qua 14 tháng 7, một siêu vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở hồ chứa lớn nhất của Trung Quốc, nằm sát cạnh ngay con đập Tam Hiệp. Con vòi rồng khổng lồ này xuất hiện lao nhanh như một tia chớp, lên tới vận tốc ước tính hơn 120 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn lên các tỉnh miền núi để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn, khi hôm qua một siêu vòi rồng khổng lồ di chuyển với vận tốc khá nhanh, lên tới 120 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng ở 4 nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Phật Sơn, Quảng Đông của phía Trung Quốc. Video được người dân chia sẻ trên mạng xã hội nội bộ Trung Quốc cho thấy những nơi mà siêu vòi rồng bạch tuộc trên đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều nơi đã bị nó càn quét trở thành tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy vòi rồng khổng lồ đã cuốn trôi rất nhiều ngôi nhà, xe ô tô và các cây cổ thụ, đánh sập một tòa nhà ga xe lửa, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu vực công nghiệp, làm vỡ nước một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hàng trăm triệu người dân ở các thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. Hơn 2/3 trong số đó đã chạy lên các tỉnh thành như Tây Tạng và Tân Cương để lánh nạn. Một số thì chạy về những miền quê xa xôi, số còn lại phải lên tận vùng Nội Mông. Thiệt hại ban đầu ước tính do siêu vòi rồng gây ra lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối. Họ không hiểu vì sao 55 ngày đêm vừa qua, nước họ lại luôn hứng chịu sự nổi dậy đầy giận dữ của thiên nhiên, của đất và của trời. Và theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên rất bất thường, lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, vòi rồng rất ít khi xuất hiện ở những nơi này, đặc biệt là đập Tam Hiệp và những vùng hải lưu xung quanh. Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng, năm 2023 là năm định mệnh của Trung Quốc. Từ năm 2020 đến nay, Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau do dịch bệnh COVID-19 tàn phá. Thì nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang liên tục ập tới Trung Quốc. Và hôm 14 tháng 7, vòi rồng khổng lồ đã tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục 55 ngày đêm vừa qua không ngừng nghỉ, dội lên đầu của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề rồi nay lại lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đà này tiếp tục xảy ra, khả năng cao người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức bởi vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua như thù trong giặc ngoài, các thế lực thù địch luôn muốn giò ngó đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai dịch bệnh hoành hành, làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể ông Tập Cận Bình đã cảm thấy dần sợ hãi khi liên tục trong suốt 55 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc phải hứng chịu những đòn đau thấu xương của đấng tối cao và thiên nhiên giáng xuống. Nhiều chuyên gia còn cho biết, sau bao nhiêu tai ương và tai họa liên tục giáng xuống Trung Quốc như thế này, đây được xem là một dấu chấm hết cho tham vọng giấc mộng Trung Hoa của chính quyền ông Tập Cận Bình. Những trận thiên tai từ động đất, bão tố phong ba, lũ quét, sóng thần, này lại thêm cả vòi rồng. Trung Quốc mạnh mẽ hay tài giỏi như thế nào? Dù có 1 hay 100 ông Tập Cận Bình đi nữa thì Bắc Kinh cũng không bao giờ có thể chống chọi lời với cả quả báo mà thiên nhiên đã dọn sẵn cho đất nước này. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ông Tập Cận Bình dù lũ lụt hạn hán nhưng vẫn nuôi tham vọng đi xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ các nước. Bằng chứng là Trung Quốc vừa mới hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên là Phúc Kiến. Ông Tập tuyên bố Trung Quốc giờ đây sẽ là bá chủ của biển cả, vượt qua cả Mỹ. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc dần mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc lẽ ra là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới. Nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng của thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước mà chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn đánh nhau,
nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Đài Loan. Ngay từ đây, chắc chắn có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập Cận Bình mà ra, chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây hấn với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt 55 ngày đêm vừa qua, không một ai, không một nước nào trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc, họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh. Mặc dù kêu gọi các nước ủng hộ, nhưng Trung Quốc vẫn đem quân ra ngoài Biển Đông để chiếm đóng. Trung Quốc còn mạnh mồm tuyên bố sẽ tiêu diệt những tàu thuyền lai vãng trong phạm vi 12 hải lý đường lưỡi bò của nước này, xua đuổi và đâm chìm bất kỳ loại tàu nào dám đến gần hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép của đất nước khác. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với cả thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục mưa to, gió lớn ập xuống đầu của phía Trung Quốc làm cho ngập lụt ở khắp mọi nơi. Có những nơi trũng lên tới 13-14 mét, có những nơi ngập sâu tới 19-20 mét. Những ngôi nhà xây 5-7 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới những việc hạn hán, lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Nhà Trắng, Mỹ vẫn chưa trừng trị được tận gốc phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà nhà phân tích cho rằng trời đất và thiên nhiên đã trút cơn giận dữ để trừng phạt Trung Quốc một cách thích đáng. Và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần được trừng trị ở đây là ông Tập Cận Bình, người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi vương thế giới, vượt qua cả Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước đấng tối cao mà thôi. Và trên con đường giành lợi muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, ông ta đã quá vội vàng, mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc. Và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Và hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ phải nhìn lại những tội lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, chính quyền của ông Tập hy vọng sẽ đối xử tốt với người dân Bắc Kinh, không những không đi gây gổ, gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không vi phạm xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy Trung Quốc mới được sống trong yên bình, còn nếu không trời đất thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới nữa. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất hay mà hôm qua tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin. Tờ báo của Nhật Bản viết về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề Thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc, Trung Quốc gặp nhiều những cái đen đùi. Khi dịch bệnh trôi qua, lũ lụt đã đến, người dân thì oằn mình chịu đựng. Bài báo Nhật Bản mô tả chi tiết như sau. Năm nay tiếp tục là một năm trong những năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt đối với người dân thành phố Vũ Hán. Khi dịch bệnh COVID-19 trôi qua thì lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất đã ập đến. Thành phố Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc, được biết đến trong vài ngày qua đã chịu những trận mưa lớn, mưa khủng khiếp. Mưa như trút xuống thành phố này đã khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ chưa bước qua đại dịch COVID-19 mà đã phải hứng chịu cả lũ lụt, màn trời chiếu đất, nằm tan hoang và ghê sợ. Từ ngày hôm 14 tháng 7, lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt cảnh báo ở một số nơi. Mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, vì thế tình hình ở thành phố Vũ Hán đang rất là khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở thành phố này ra một thông báo khẩn cấp. Mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên mức độ cao nhất trong mực nước lũ. Về phía các địa phương, thị trưởng của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tiên Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, vì đây không phải là lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh này. Năm 1998, trận lũ lụt lịch sử cũng đã xảy ra trên khu vực sông Trường Giang, khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều trăn trở. Cụ thể, thành phố miền Trung của Trung Quốc là nơi khởi phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế. Thành phố Vũ Hán sẽ thêm khó khăn hơn bao giờ hết.
Về tình hình chung, tờ báo của Nhật Bản viết rằng mưa lớn, lũ lụt, động đất, sóng thần đã ảnh hưởng trực tiếp tới 500 triệu người dân của Trung Quốc, tàn phá một phần lớn đất nước và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 500 tỷ đô la Mỹ. Một con số được cho là khá cao và không một chuyên gia nào có thể ngờ tới được trong 2 tháng vừa qua. Những đen đủi luôn luôn bủa vây thành phố Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc đại lục nói chung. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương của Trung Quốc cho biết, những trận mưa lớn trong một vài tuần tới, đặc biệt là toàn tháng 9 vẫn tiếp tục diễn ra một cách dày đặc. Điều này sẽ là rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như sông Dương Tử sẽ tiếp tục đổ về các thành phố và tỉnh thành phía nam của phía Trung Quốc. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh Đó Sau.